Xin uh, chào tất cả các bạn nha và đặc biệt xin chào tất cả những anh em mà đam mê với X-Men. Hôm nay thì Mạnh Phát bật mí cho anh em một mẫu X-Men của DK3. À, X-Men của DK3 hôm nay nó có rất nhiều bất ngờ. Ngày xưa là mình không nhập X-Men của DK3 về bán đâu bởi vì là ngày xưa nó không có gì đặc biệt nhưng bây giờ nó khác. Bây giờ nó xịn hơn, ngon hơn và trên tầm X-Men của Osaka. Đấy tại sao Mạnh Phát lại nói thế thì xin mời mọi người sẽ cùng Mạnh Phát vào tìm hiểu chiếc X-Men One của nhà DK3 cho nó có gì xịn sò và có gì hơn những sản phẩm khác mà tại sao mà người ta ví X-Men của DK này thậm chí ngang hoặc là hơn cả X-Men của Zadi nha mọi người nhá. cái lý do đó nó là gì thì anh chúng ta sẽ quay đi. X-Men Neo của Zadi nha mọi người nhá. Con này bằng ít nhất là ngang với X-Men Neo của Zadi. thì anh em thật, anh em sẽ cùng quan sát để xem nó có gì nha. Anh em mình bật ví cho mọi người nhá. X-Men này đang lắp bình của DK luôn và sẽ bảo hành chính hãng 18 tháng. Đấy, chính hãng của DK Xe được trang bị lốp 350 trừ 10 lốp Kenna không xăm. Đây là phiên bản màu đen tem bạc x One. Đấy, đầu tiên là chúng ta sẽ đi một tổng thể lướt qua một đường để chúng ta quan sát đúng không ạ? Đây thì nó có gì? Thứ nhất là cái nhựa này của nó là nhựa ABS, nhựa rất là xịn, rất là cứng, rất là chắc. Đấy, mọi người nhìn này. Phanh trước là phanh đĩa nha. Và đặc biệt là cái cái đôi giảm xóc này của giá DK thì nó sẽ cao hơn những xe thường nhé. Chính vì vậy là cái chiều cao trước khi mình mang ra đây này, mình đã đo chiều cao của con này nó bằng với chiều cao của con uh, X-Men Pro của Osaka. Tức là nó là chạy bánh 10 độ 350 nhưng mà nó lại cao ngang với lại xe uh, bánh 12 nha mọi người nhá. Đấy. Ok, chúng ta sẽ đi vào ngoại hình trước đi. Có những tính năng đặc biệt thì mình mình sẽ bật mí dần dần. Chứ bật mí sớm quá thì anh em lại 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 chán. Đây, mọi người nhìn này, xi nhan cũng là cao cấp hơn này. Xi nhan thì nó sẽ có hai giả đèn à, một là LED định vị ban ngày nhá, mọi người quan sát này. Đấy. Tiếp theo là sẽ là Nước xi nhan bên trong và xi nhan của xe là xi nhan full led nhé. Mình nói đơn giản, cái xi nhan này cũng đắt hơn xi nhan của những xe khác. Đấy, nói thẳng luôn. Nhựa mình chưa dám nói có nào hơn bởi vì mọi người xem qua video ấy thì nói thật luôn như này. À, mình bảo hơn thì anh em ai tin mình thì nghĩ nó hơn, còn ai không tin mình bảo là ui rồi biết nào được nhìn không biết. Nên là mình có lẽ mình chưa chắc mình đã bàn về cái phần bộ nhựa đâu. đấy Nói thẳng cho anh em biết, mình muốn so sánh những cái gì mà anh em xem qua video, anh em biết được là nó hơn để cho anh em dễ quan sát thứ nhất là lốp là lốp hơn lốp Kenda đã đắt hơn rồi đúng không ạ đây toàn bộ này là tem nước thì xe nào cũng là tem nước rồi Đấy, nhựa rất chắc chắn thì hai xe đều các chắc chắn cả để chân giống nhau khung thì thiết kế khác một chút đây khác ở phần nào khác ở phần đằng sau đây mọi người nhìn khác ở phần đằng sau Đấy, đằng sau con này thì nó nó thanh hơn Đấy, giảm sóc đây giảm sóc thì mình chưa biết là con nào hơn nhưng mà theo mình thì giảm sóc của DK hơn Đấy, Giảm sóc này là sẽ hơn cái giảm sóc Nhìn nó thể tha hơn giảm sóc của Osaka bây giờ cái đít này thì mình đánh giá là ít đít thì cái đít của Osaka sẽ đẹp hơn cái đít này nhưng cái đít này nó lại hợp với giờ hợp với kiểu giá của con x men ăn của DK3 còn Osaka của nó thì nó sẽ là cái đít dạng kiểu Exciter nó sẽ chùm hẳn ra ngoài này cơ đấy, nó khác một chút nhưng cái đấy thì uh, thì tùy thường dáng xe Nhưng con này thì cái đít này hợp hơn nếu mà lắc cái đít kia vào con này thì lại xấu đấy tay sách thì uh, con này là tay sách bình thường còn con x của Osaka kia là sẽ là tay sách nó nó là hai mảnh riêng ra nhé nếu mà nó về độ chắc thì không chắc bằng cái này nhưng nó về độ thể thao thì cái kia nó lại thể thao hơn Đấy, để nói cho anh em biết về ngoại hình một chút để chúng ta sẽ dễ liên tưởng bởi vì là mạnh phát hay uh, nói chuyện về con x men osaka không phải là đây là video giới thiệu về x men của dk 3 chứ không phải là video so sánh nhé chẳng qua là mạnh phát liên hệ để cho anh em dễ hình dung thôi đúng không ạ về cái form dáng thì Thì bên ngoài là về cơ bản nó đã gọi là x men thì nó gần như là na ná nhau nên là nhau những cái điểm khác biệt nhỏ nhặt thì có lẽ là anh em cũng không cần quá quan tâm đúng không ạ ok chúng ta sẽ đi vào một số cái tiểu tiết để xem nó có gì xịn sò so hơn nhá đây anh em kỹ thuật này xem này đây tay phanh của xe tay phanh quá đẹp luôn cực xịn đây, nó có viền viền phay này tay phanh rất là xịn và có cả tăng uh, tăng giảm ở trên tay phanh luôn cả hai tay phanh đều có nó tăng giảm và rất là nhẹ nhàng nha mọi người nhé tự tăng ở trên tay phanh luôn đây, khi là chúng ta tăng full ở đây rồi thì chúng ta mới phải tăng bên dưới nhá mọi người nhá rất là hay và tiếp theo là cái mặt đồng hồ điện tử này, mặt đồng hồ điện tử này, hiển thị rõ ràng này vạch báo pin này, nút P này. Đấy, quay qua điện thoại nó hơi nháy nháy nhưng mà bình thường không nháy nha anh em nhá. Nút P này. Đấy, ok, Đấy, anh em sẽ quay ra cùng công tắc này. Mình chưa gặp một con men nào mà cùm công tắc nhiều chức năng và xịn hơn cái con Xmen 1 này. Đấy, anh em cùng cảm nhận xem nhá, anh em đang đi Xmen có những hãng nào mà có hãng nào xịn hơn thì anh em bảo mình nhé với bản thân mình mặc dù là đơn vị bán hàng nhưng mà mình cũng không thể đi quan sát hết được 100% của tất cả các hãng nhưng cá nhân mình tiếp xúc cũng không phải là ít mình chưa thấy bên hãng nào có nhiều chức năng hơn cái này và chức năng của nó là gì thì anh ta sẽ quay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người chi tiết này thứ nhất nhé anh em quan sát nút p này đây nút p là anh em vẫn công tắc này xuống nhé đấy có nút bên trên này là nút gì nút bên trên này có biểu tượng hình cái búa với cái cờ lê tức là nút cứu hộ giống như chiếc vespa roma Eric. tức là nút khi mà chúng ta đi xe trên đường không may gặp sự cố không liên quan gì đến việc hết điện và không liên quan gì đến thủng lốp thì chúng ta sẽ ấn vào nút này và giữ và chúng ta sẽ ga, xe sẽ, sẽ đi bình thường nhá. Ok, tiếp theo là nút gì đây? Tiếp theo là chúng ta sẽ có nút đèn. Đèn này sẽ có hai chế độ, đèn định bị ban ngày và đèn LED. nút bên dưới này là nút speed 1 2 3 và nó sẽ có số ở trên màn hình nhá. Đây, 1 2 3. Đấy. Chúng ta có ba nút tốc độ và chúng ta sẽ có một nút sport để tăng tốc nữa cơ. Đấy, mình sẽ bật mí cho mọi người dần. Bên này là pha cốt này. Bên này là xi nhan này. Xi nhan này có tiếng kêu này. Đây là còi này. Đây, anh em sẽ nhìn. Nhìn chữ S đây chưa? Nút này tác dụng là gì? Nút này tác dụng là chúng ta để là chúng ta vượt xe. Vượt xe đây anh em, anh em sẽ quay mặt đồng hồ nhá. Mình đang ga này. Đấy, tốc độ tối đa này, không tải là 55 cây này. Ấn Sport này. Ngay lập tức đã lên 61 cây, nhả ra này. Về 55 cây, ấn Sport này. Đấy. Tức là nút này nó có cái chế độ là chúng ta vượt xe ấy. nó dạng như ở bên ô tô nấc Sport ấy. Đấy, rất là xịn nhá và lần đầu tiên mình thấy có một chiếc x -Man trang bị ngày xưa nhá anh em nhớ là ngày xưa những xe vec ba hay là những xe men thường hay chạy theo cái trào lưu ở trang bị số lùi nhưng mà dần đây khi mọi người nhận ra là cái số lùi gần như không cần thiết thì nhà dk đã cải tiến và thay vào đó là xe nước support để giúp chúng ta vượt xe an toàn hơn Đấy. những cái linh kiện này mọi người đã nhìn thấy nó rất là xịn sò và chất lượng rồi đúng không ạ chìa khóa vào xe này Đấy. và dk 3 thì họ bây giờ họ được trang bị bình ác quy của dk nhé bình ác quy của dk 3 này sẽ, sẽ được bảo hành chính hãng 18 tháng và họ khuyến cáo là phải dùng của DKB bình của DKB thì mới đi được uh, đến cái quãng đường mà DKB yêu đề xuất đó là đi được uh, từ 60 đến 80 cây một lần sạc nhé mọi người nhé đây chúng ta sẽ có cả gương này sạc này đây, sạc cũng là sạc của DKB luôn sổ bảo hành của DKB chính hãng này đấy. và đặc biệt là xe sẽ được trang bị cả mã QR chúng ta quản lý xe nhé thông tin trên xe này chế độ bảo hành của xe này chúng ta sẽ quét mã QR trên xe và tải ứng dụng DKB về để chúng ta điền thông tin và chúng ta theo dõi tình trạng của xe để chúng nhắc nhở chúng ta về vấn đề bảo dưỡng cũng như là tuổi thọ và chúng ta check những linh kiện của xe nhé rất là hiện đại Đấy. về kiểu dáng thì nó với x men thì kiểu dáng của x men dk 31 này cũng rất là thể thao đúng không? đã nói là x men thì cực kỳ thể thao rồi đây và con này là x men hai sóc nhưng mà sắc của nó lại được trang bị những cái ống dầu thể thao này như là kiểu dáng rất là thể thao đúng không đây xin mời anh kỹ thuật sẽ quay ra đằng sau để mọi người quan sát này Đấy. xe được trang bị một phanh đĩa đằng trước và phanh đằng sau thì là phanh cơ Đấy cái con này thì nó thiết kế nó rất là thon ở hai bên Thường là hai bên nó mang lại cảm giác rất là thể thao đúng không x-men thì luôn luôn là thể thao rồi cái đấy là điều không tránh khỏi thêm cái quả mặt đồng hồ này cũng rất là chất và bây giờ mình sẽ trải nghiệm này đầu tiên này cho mọi người xem giảm sóc này giảm sóc sau này đây giảm sóc trước này đây, anh sẽ quay này đây đánh đách luôn đấy. nói chung là DKB bài thì nó rất là nổi tiếng bán xe cũ và mua được con x-men của DKB bài anh em làm xe cũ xe mình nói đúng không mua được con x-men cũ của DKB sướng cười rơi nước mắt không phải là ngày xưa bây giờ cũng vậy xe đi cực kỳ bốc luôn đây, mọi người sẽ nhìn này kể cả những cái cùm công tắc tay ga nhé vừa nãy mình chưa nói cho mọi người biết đây anh ta sẽ quay gần này tay ga nó cái cùm công tắc này nó rất là xịn đây, nó đều có viền nhôm ở hai bên hết và cái tay ga này nó sẽ liền cùng cụm công tắc nhé tay ga liền tay ga liền rất là xịn xe đi chắc kinh khủng luôn chắc nịch luôn và rất là dễ lái nhé mọi người cứ hay nói là x men thì nó sẽ bị uh, uh, bó cái vòng cua nhưng mà mọi người nhầm đấy. osaka thì đúng nhưng mà dk này thì là sai đấy. con này nó sẽ cua và gập thoải mái tay nhé nó không bị uh, nhiều người bảo là con x men nó bị giới hạn ở cái uh, cái vòng cua ấy tức là phải cua rộng hơn ấy nhưng mà không con này thì không đây mình đã cua thử này mọi người nhìn nhé gập này gập này đấy. cua thoải mái luôn mà chưa thể chạm điểm gập nhé đây mình cua rất là gấp như này này đấy, đấy và đều chưa phải chạm vào cái điểm giới hạn lại nhé, đấy, điều đó chứng tỏ là gì? ạ? tức là cái cái, cái, cái vòng cua của X-Man này rất là happy, rất là ok, đấy xe công nhận là chắc chắn đúng là tiền nào của đấy. Anh em sắp tới sẽ đợi cái video so sánh giữa X-Man One của Dekai và X-Man Pro của Osaka nhé. X-Man nếu mà nói về tầm trung thì mình vẫn nói Osaka luôn luôn là tầm trung. Đấy mình chưa giờ mình nói là X-Man Pro của Osaka xịn hơn X-Man Neo. Mình chỉ nói trong cái tầm giá đấy thì uh, sự lựa chọn số 1 của mình là Xmen Pro uh, Tuy nhiên là phân khúc cao cấp hơn thì mình lại chọn Xmen của DK3 Thực sự rất là bất ngờ khi DK3 trang bị cho Xmen này quá xuất sắc như vậy Đây là phiên bản mới này nó mới có những tính năng này nha Ngày xưa thì nó lại lại chưa được nét như bây giờ nhé Đấy là mình nói rất thật đấy, Bộ chìa khóa chống trộm khóa từ này đấy, Xe sẽ được uh, bảo hành khung sườn động cơ là 3 năm Aqui 18 tháng, hệ thống điện là 12 tháng Bây giờ cái điều mà anh em quan tâm nhất là giá của chiếc xe này Nhà mình thì giới thiệu xe thì luôn luôn công khai giá Không ngại công ty nói là bán rẻ Mà cũng chả ngại đại lý khác cạnh tranh Nói thẳng luôn bán hàng thì phải minh bạch về giá cả Anh em bán hàng cứ bảo in book Đấy là cái điều mà Mạnh Phát cực ghét kể cả mình, vậy mình mới đi mua hàng mà anh em bảo là In book nhá Mình bảo có phải là anh em đi mua bán dâm luôn Mà anh em bảo in book đúng không ạ Anh em cứ thẳng giá là mà nói luôn là bao nhiêu tiền Thì công khai lên cho mọi người biết Bây giờ mình nói thẳng Uh, nhiều đơn vị họ rất là buồn cười họ bắt khách hàng inbox thế inbox xong hỏi giá thì trả lời xong thì mình thấy không phù hợp mình không trả lời lại thì lại đi chửi khách hàng là vô duyên đi dò giá mình bảo thật là buồn cười nhất là mấy anh em bán mấy cái hàng mà không không đăng giá lên nhá mình khá là dị ứng thật sự là đối với mình mình đăng mình đăng xe là mình mới đăng giá mình phải niêm yết giá bởi vì cái đấy là một sự tôn trọng khách hàng đấy, đôi khi họ không muốn đặt rất là ngại bản thân mình cũng vậy đi mua hàng rất là ngại về cái vấn đề là là hỏi giá bao nhiêu bởi vì rất là sợ anh em đánh giá này ôi rồi ông đi hỏi tham khảo giá đủ nơi mới mua đấy là quyền lợi của khách hàng mà họ xứng đáng được phép đi tham khảo giá ở tất cả mọi nơi đâu họ yêu quý đâu họ tin tưởng thì họ mua không phải là anh em bán rẻ hơn họ mua đâu đôi khi ấy, nó còn liên quan chất lượng anh em bán rẻ nhưng em thay đồ rẻ vào thì cái đến là, 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 rẻ thì đương nhiên đúng không ạ ok chúng ta sẽ đi vào con này nhá không nói lan man nữa con đi ngang của dk bay one này sẽ được mạnh phát bán với giá 17 triệu năm và như Mạnh Phát đã nói Bán tại cửa hàng là 17 triệu 500 Tuy nhiên Mạnh Phát dành ưu đãi cho tất cả những khách hàng ở xa Luôn luôn đặt niềm tin và yêu thương Mạnh Phát Với cái giá là 17 triệu 500 và miễn phí vận chuyển Đấy là những cái điều mà xứng đáng Đối với những khách hàng ở xa Họ tin tưởng Mạnh Phát, họ yêu thương Mạnh Phát, họ xứng đáng được nhận Anh em uh, rất là mong à, uh, Mạnh Phát rất là mong anh em thông cảm Và đừng bao giờ đến cửa hàng và so sánh là uh, Bán đi xa với giá 17 500 Thì đến cửa hàng mua phải rẻ hơn Anh em rất là thông cảm nhé. Ờ uh, cái này là cái để dành cho khách hàng ở xa Họ không thể đến được, họ bất khả kháng Nhưng mà họ vẫn muốn mua xe của Mạnh Phát Mình nói luôn mình bán hàng của DKB Và DKB không phải công ty của mình DKB có hàng trăm Hàng vài trăm đại lý trên toàn quốc Nhưng mà khách hàng họ vẫn yêu thương mình Họ chọn mua của nhà mình, đấy là một niềm minh dự của Mạnh Phát Cũng như là một lời cảm ơn Mạnh Phát Đến tất cả những khách hàng ở xa nhưng họ vẫn tin yêu Mạnh Phát Đấy nên là Mạnh Phát có những phần quà Để dành cho họ xứng đáng, còn những khách hàng ở gần Thì mọi người được cái gì là mọi người trọng chẳng, chẳng may mọi người đi ở, ở, ở đường mọi người muốn lên tăng phanh, mọi người muốn đến kiểm tra, mọi người muốn đến bảo dưỡng thì nhà mình miễn phí mà. Đó là quyền lợi của những khách hàng ở gần, còn ở xa thì họ được quyền lợi là miễn phí vận chuyển. Nên là anh em cũng không nên so sánh, đúng không ạ? Ok. À, các bạn có nhu cầu về chiếc Xmen dk one này hay là tất cả các dòng xe điện từ hai bánh, ba bánh hay là xe lan điện hay tất cả mọi thứ về xe điện. Mọi người có thể nhấc máy vào alo cho Mạnh Phát. Qua số điện thoại là 085 993 1111. Mình nhắc lại nhá. 085 993 1111 Đấy, mình sẽ tư vấn cho mọi người chọn được chiếc xe phù hợp nhá. Xmen DK1 này thì có rất là nhiều màu đỏ này, xanh kiểu long này, đen này, xanh rêu này. Đấy, anh em nhắn tin Zalo cho mình thì mình sẽ gửi cái bảng màu của xe cho các bạn nhé để các bạn chọn xe nhá. Đấy, anh em thấy video hay chất lượng thì anh em sẽ cho mạnh phát một đăng ký kênh và một like video nhá. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ mạnh phát và theo dõi mạnh phát thời gian vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.